gia đình ông Nguyễn Đăng Quang và con đường Masan xây dựng thương hiệu quyền lực. Những bước đi phát triển của Masan Group. Tiền thân của công ty cổ phần tập đoàn Masan hiện nay là công ty cổ phần hàng hải Masan MSC, thành lập vào tháng 11 năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 3,2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Tháng 7 năm 2009, MSC được chuyển giao toàn bộ cho công ty cổ phần tập đoàn Masan, tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2009, công ty cổ phần tập đoàn Masan đổi tên thành công ty cổ phần Masan, Masan Group, đang niêm yết về mã chứng khoán MSN. Vốn điều lệ tăng từ 100 tỷ lên 3.784 tỷ đồng. Lúc này, Masan Group đang sở hữu 54,8% cổ phần Masan Food và 20% cổ phần của Techcombank. Đến tháng 10 năm 2009, Masan Group đã tăng vốn lên 4.286 tỷ đồng và trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Các lãnh đạo của Masan Group đánh còng chính thức niêm yết cổ phiếu. Đến tháng 8 năm 2012, sau nhiều đợt phát hành riêng lẻ và chuyển đổi trái phiếu cổ phần, vốn điều lệ của Masan Group đã tăng lên 6.873 tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt hơn 63.000 tỷ đồng, xấp xỉ 3 tỷ USD và là cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án núi pháo từ Dragon Capital. Dự án núi pháo giờ đây không chỉ là một trong số ít dự án đóng góp ngân sách cao nhất tỉnh Thái Nguyên, sử dụng hơn 2.000 lao động lành nghề trong nước và tại địa phương, mà còn xác lập chuẩn mực mới về nguồn nhân lực trong ngành khai thác khoáng sản tại Việt Nam. Tháng 10 năm 2011, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, Masan Consumer, thông báo đã hoàn tất việc mua 13,32 triệu cổ phiếu VCF, tương ứng với 50,11% vốn điều lệ của công ty cổ phần Vina Cà Phê Biên Hòa. Masan thâu tóm Vina Cà Phê Biên Hòa là câu chuyện nổi tiếng trong năm đó, cùng với quá trình tăng giá phi mã của cổ phiếu VCF. Sau khi về tay Masan từ cuối năm 2011, Vina Cà Phê Biên Hòa lần đầu tiên đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận gồm 1.000 tỷ đồng vào năm 2014. Năm 2014, Masan Consumer MSC ra mắt sản phẩm nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247. Sản phẩm là sự kết hợp giữa tăng lực và cà phê phin, giúp người dùng cảm thấy khỏe mạnh và tỉnh táo sau khi sử dụng. Doanh thu của dòng sản phẩm Wake-up 247 đã đạt hơn 560 tỷ vào năm 2015, tăng lên 788 tỷ vào năm 2016 và đạt hơn 1.200 tỷ vào năm 2017. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, khiến Wake-up 247 đang được Masan đầu tư quảng bá mạnh mẽ. Sau những năm đầu chỉ gắn với lĩnh vực thể thao điện tử, gần đây thương hiệu này đã tài trợ cho nhiều sự kiện bóng đá và mới nhất là tài trợ chính cho V-League 2019. Theo báo cáo thường niên tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, Masan có 29 nhà máy tại 18 tỉnh thành ở Việt Nam và có đến 89% hộ gia đình sử dụng ít nhất một sản phẩm của Masan. Theo đó, doanh thu năm 2018 đạt 38,188 tỷ đồng, trở thành top 10 doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống uy tín nhất Việt Nam, đóng góp 6.100 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Masan Group còn vinh dự nằm trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn năm thứ 6 liên tiếp. Đây là sự công nhận những nỗ lực của Masan trong những năm qua với sứ mệnh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam. Thông qua việc khai phá các nhu cầu lớn chưa được đáp ứng của người Việt Nam, Masan Group đã và đang góp phần chứng tỏ cho thế giới thấy rằng một tập thể của những người Việt Nam có thể tạo dựng những thành quả đại diện cho tiềm năng và giá trị Việt Nam. Kể từ khi chú trọng vào thị trường nội địa từ năm 2000 đến nay, những gì Masan đạt được trên thị trường thực phẩm và đồ uống đặt Masan trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của bất kỳ công ty nào trên mặt trận này. Masan chiếm lĩnh 65 thị phần nước mắm, 71% thị phần nước tương, 41% thị phần cà phê hòa tan, trong đó công lớn thuộc về các chiến dịch marketing đánh vào nỗi sợ hãi của người tiêu dùng, chỉ với một công thức chung, sản phẩm cộng không cộng chất độc hại. Từ năm 2007 đến nay, mô hình kinh doanh của Masan Food khá đơn giản, một thương hiệu Chinsu cho 4 dòng sản phẩm chính là nước tương, ra đời năm 2002, nước mắm, mì gói, hạt nêm năm 2003 với doanh thu chưa đến 500 tỷ đồng và chưa có bước phát triển nào nổi trội. Tháng 7 năm 2005, nước tương Chinsu tại châu Âu bị cáo buộc có chứa 3 MCPD, một loại độc tố sinh ra trong quá trình lên men đậu nành để sản xuất nước tương, có khả năng gây ung thư quá nồng độ cho phép. Tại Việt Nam, cộng đồng cũng bắt đầu lo lắng về loại độc tố này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra và rất nhiều nhãn hiệu nước tương được kết luận có chứa chất 3 MCPD vượt quá tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hồi kết của câu chuyện 3 MCPD vẫn chưa làm người tiêu dùng an tâm khi kết luận của Sở Y tế vẫn gây tranh cãi. Lãnh đạo Masan phủ nhận cáo buộc này, đồng thời họ cũng nhận ra thời cơ đã đến. Giữa cơn bão, Masan nhanh chóng tung ra thị trường dòng sản phẩm nước tương Tam Thái Tử với lời quảng cáo không chứa 3MCPD và thông báo thưởng tiền tỷ cho ai tìm thấy 3MCPD trong sản phẩm của Masan. Tam Thái Tử đã nhanh chóng đưa Masan lên dẫn đầu thị trường, chiếm tới 80% thị phần, thổi bay thị phần của các hãng nước tương xuất hiện trước đó, giúp doanh thu năm 2018 của Masan Food tăng gấp 3 lần. Quan trọng hơn cả, thành công của chiến dịch marketing này chính là tiền đề cho toàn bộ các chiến dịch khác được Masan sử dụng về sau. Nước mắm không mure. Khi chuyện nước tương có chất 3 MCPD lắng xuống không lâu thì đến lượt thị trường nước mắm gặp rắc rối với thông tin có chứa ure gây hoang mang cho người tiêu dùng, bởi ure là cái tên được sử dụng cho phân hóa học. Nhiều ý kiến cho rằng ure được cho vào nước mắm nhằm tăng độ đạm cho sản phẩm. Thị trường nước mắm ngay lập tức đóng băng, nhiều nhà sản xuất bị phạt, trong khi những nhà sản xuất không bị phạt cũng đột ngột giảm doanh thu. Dưới cơn bão này, Masan tung ra thị trường dòng nước mắm Nam Ngư với quảng cáo 4-0, không ure gây hại, không có vi khuẩn hiếm khí gây biến đổi mùi, không có vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, không có nấm men, nấm mốc. Quảng cáo này đã giúp Masan tiếp tục thành công trên thị trường nước mắm, nắm thị phần lớn nhất và đánh bại ông lớn bấy giờ là Phú Quốc. Những năm sau đó, Masan tiếp tục sử dụng chiến lược marketing sợ hãi của mình để tấn công vào tâm lý người mua hàng. Tuy nhiên, với việc người tiêu dùng ngày càng có nhiều thông tin trong tay và mạng xã hội bùng nổ, Masan đang gặp nhiều khó khăn như nước mắm thạch tín, cà phê làm từ cà phê, mì khoai tây không gây nóng. Ngoài ra, không chỉ vướng tai tiếng về quảng cáo, đại gia Masan cũng dính lùm xùm cả về chuyện thường xuyên quên chia cổ tức cho cổ đông. Gần đây, Masan tiếp tục gây xôn xao dư luận khi lô 18.000 sản phẩm từ ớt Chinsu đã bị Nhật Bản thu hồi do có chứa axit benzoic, một chất bị cấm sử dụng cho các sản phẩm của Nhật Bản. Trả lời câu hỏi về việc sự cố tương ớt Chinsu có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2019 hay không, ông Danny Lê, giám đốc chiến lược và phát triển Masan Group, thừa nhận không lường trước được và cho rằng đây chỉ là sự cố truyền thông, đồng thời khẳng định chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, từ bán mì gói đến tỷ phú đô la. Ông Nguyễn Đăng Quang hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị và là tổng giám đốc của Masan Group. Ngoài ra, ông Quang còn là chủ tịch của Masan Consumer, thành viên hội đồng quản trị của Techcombank và là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo. Ông Quang sinh năm 1963 ở Quảng Trị, từng học tập và sinh sống ở Đông Âu. Ông bắt đầu khởi nghiệp từ những năm 1990. Khi đó, ông nhìn thấy cơ hội kinh doanh lớn trong quá trình chuyển đổi kinh tế và bắt đầu tìm cách bán mì ăn liền cho cộng đồng người Việt tại đây, giống như ông Phạm Nhật Vượng. Theo một bài viết trên báo Nhịp cầu đầu tư thì câu chuyện Masan Food ngày nay là Masan Consumer gắn liền với sự thành công của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang. Những năm đầu thập niên 1990, khi ông bắt đầu bán mì ăn liền cho người Việt tại Nga, rồi xây dựng nhà máy đầu tiên với công suất 30 triệu gói trên một tháng, sản xuất mì, nước tương, nước mắm, tương ớt bán cho người bản xứ. Trong lịch sử phát triển của Masan, mì ăn liền có thể xem là anh cả. Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang của tập đoàn Masan được giới truyền thông gọi là người dạy người Nga dùng mì gói và tương ớt, khi những lô mì gói đầu tiên của ông đã thành công trên thị trường Nga cách đây khoảng 20 năm. Ông Quang từng chia sẻ về hoàn cảnh khởi nghiệp, từ những cơ duyên với mì gói mà xây nên đế chế ngành tiêu dùng như hiện nay. Bởi có nhiều người vẫn không thể hiểu được vì sao ông học vật lý hạt nhân nhưng lại đi buôn mì gói. Thực sự, chúng tôi không lựa chọn mì gói, mà ngược lại, trong bối cảnh khó khăn lúc đó buộc chúng tôi phải lựa chọn mì gói. Ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ về hoàn cảnh khởi nghiệp 20 năm trước. Cũng theo ông Quang, với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thời kỳ đó, cách để làm cuộc sống tốt hơn và cụ thể để làm cái bụng ấm hơn thì phải dựa vào mì gói. Khi bắt đầu sản xuất mì ăn liền xuất khẩu sang thị trường Nga, ông Quang đã nghĩ rất khác với các doanh nghiệp cùng xuất khẩu mì ăn liền sang thị trường này. Tại sao Masan lại chỉ sản xuất mì ăn liền cho cộng đồng hơn 200.000 người Việt tại Nga mà bỏ quên đi một thị trường 150 triệu người Nga còn chưa được khai thác? Triết lý của vị chủ tịch 53 tuổi ẩn chứa trong rất nhiều các thư ngỏ, các cuộc trò chuyện mà công ty ông gửi tới nhân viên và khách hàng. Trong đó, ông Quang luôn nhấn mạnh các phẩm chất như đam mê và năng lực sáng tạo để đáp ứng những nhu cầu lớn chưa được thỏa mãn. Ông Quang bộc bạch, chúng tôi thường nói với nhau về câu chuyện hai người cùng được giao nhiệm vụ đi tìm thị trường cho da dày tại một nước rất lạc hậu ở châu Phi. Một người đi về rất thất vọng và báo cáo, ở đó chẳng có cơ hội nào cả bởi người dân ở đó không quen đi giày. Còn người còn lại thì hồ hởi thông báo, đó là một thị trường khổng lồ, tất cả mọi người đều có hai chân và chưa ai bán được một đôi giày nào cho họ cả. Những người ở Masan thuộc mẫu thứ hai. Cũng chính vì thế, ông Quang cùng Masan tấn công vào thị trường mì ăn liền và sau đó là thị trường tương ớt dành cho người Nga, những người chưa quen ăn mì và tương ớt, chứ không chỉ nhắm vào thị trường người Việt đang sinh sống tại Nga. Kết quả là Masan là công ty Việt Nam thành công nhất về xuất khẩu sang thị trường Nga. Lúc cao điểm, doanh số xuất khẩu của Masan sang thị trường Nga đạt trên 100 triệu USD mỗi năm. Ông Quang được cộng sự và đối tác miêu tả là một nhà chiến lược am hiểu về tài chính. Ông tỏ ra bảo thủ trong cách quản lý dòng tiền và dùng từ chất chiêu để miêu tả cách tiêu tiền của Masan. Sự phát triển của Masan cũng đã đem lại sự giàu có cho rất nhiều người, trong đó có các cổ đông lớn của công ty, các nhà đầu tư lớn và những nhân viên lâu năm. Mặc dù trên giấy tờ, sở hữu cổ phần chính thức của ông Quang ở mức tối thiểu 10 cổ phần, nhưng các dữ liệu của Forbes Việt Nam thu thập được đủ chứng minh ông Quang là cổ đông lớn nhất của Masan và kế tiếp là ông Hồ Tùng Anh, chủ tịch của Techcombank, người gắn bó với ông Quang từ thời đầu lập nghiệp đến nay. Ông Hồ Tùng Anh cũng từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Masan, tuy nhiên đã từ nhiệm chức này gần một năm trước để đáp ứng quy định mới của luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Lãnh đạo doanh nghiệp không được phép làm lãnh đạo ngân hàng. Không chỉ là cổ đông lớn, sở hữu 20% vốn tại Techcombank, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2018, tập đoàn Masan cùng các công ty con cũng đang là khách hàng lớn với 1.973 tỷ đồng tiền gửi tại Techcombank của Hồ Tùng Anh. Các công ty con, công ty liên kết của Masan, các cổ đông và bên liên quan của lãnh đạo chủ chốt cũng có nhiều giao dịch lớn với Techcombank, gồm tiền gửi, vay nợ. Đáng chú ý có một khoản vay tại Techcombank của ông Hồ Tùng Anh trị giá hơn 1.156 tỷ đồng đã được Masan của ông Nguyễn Đăng Quang đảm bảo bằng tỷ lệ tài sản hiện tại và tương lai với quyền khai thác mỏ núi pháo. Trong giai đoạn 2011-2014, nhiều doanh nghiệp khổ sở vì không vay được vốn ngân hàng thì Masan của ông Nguyễn Đăng Quang vẫn được các ngân hàng ưu ái cấp vốn, trong đó có Techcombank của ông Hồ Tùng Anh. Hiện ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Tùng Anh gần như không trực tiếp sở hữu cổ phiếu của tập đoàn Masan, mà hai cổ đông lớn nhất là công ty cổ phần Masan với tỷ lệ sở hữu 31,4% và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hoa Hướng Dương với tỷ lệ sở hữu 13,3%. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Tùng Anh hiện là hai cổ đông lớn nhất của công ty cổ phần Masan với tỷ lệ sở hữu mỗi người khoảng 48%. Đồng nghĩa, thông qua công ty cổ phần Masan, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Tùng Anh mỗi người đang sở hữu khoảng 15% vốn điều lệ của tập đoàn Masan. Trong khi đó, công ty cổ phần Masan lại chính là chủ sở hữu 100% vốn tại công ty xây dựng Hoa Hướng Dương. Đồng nghĩa, thông qua Hoa Hướng Dương, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Tùng Anh mỗi người đang sở hữu khoảng 6,4 vốn điều lệ của tập đoàn Masan. Bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang, hiện đang sở hữu 3,65% vốn điều lệ tập đoàn Masan. Như vậy, vợ chồng ông Nguyễn Đăng Quang đang sở hữu khoảng 25% vốn điều lệ tập đoàn Masan, tương ứng với khối tài sản khoảng 25.000 tỷ đồng. Tập đoàn Masan hiện có giá trị vốn hóa khoảng 100.000 tỷ đồng. Khối tài sản của ông Hồ Hùng Anh cùng gia đình thậm chí còn ấn tượng hơn. Ngoài việc sở hữu gián tiếp 21,4% vốn điều lệ tập đoàn Masan, tương ứng với khoảng 21.400 tỷ đồng, gia đình ông Hồ Hùng Anh còn nắm đến 16% vốn điều lệ Techcombank, tương ứng với khoảng 15.500 tỷ đồng. Techcombank hiện có giá trị vốn hóa khoảng 97.000 tỷ đồng. Tổng cộng, khối tài sản của ông Hồ Hùng Anh cùng gia đình lên đến gần 37.000 tỷ đồng. Năm 2019, tạp chí Forbes công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới và bộ đôi Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang đều nằm trong danh sách này. Khi được hỏi quan niệm của ông về sự giàu có, ông Quang nói, giàu đối với tôi là thước đo của thành công. Thước đo của thành công là sự tự do. Cuối cùng, con người bằng các cách khác nhau đều cố gắng đi lên và tự có nhiều hơn cái quyền định đoạt của mình, quyền định đoạt cuộc đời của mình và làm những điều tôi muốn. Năm 60 tuổi, tôi sẽ trở lại làm khoa học. Vợ chủ tịch Masan, nữ đại gia sở hữu gần 4.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Trong danh sách top những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán, tính đến thời điểm ngày 29 tháng 8 năm 2018, bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ của ông Nguyễn Đăng Quang, hiện đứng ở vị trí thứ 14 với hơn 3.962 tỷ đồng, do sở hữu hơn 42 triệu cổ phiếu của tập đoàn Masan. Bà Yến sinh năm 1963, trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, bà từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga và từng có 3 năm làm giáo viên trường cao đẳng kiểm sát. Giống như một số cặp vợ chồng khởi nghiệp từ Đông Âu khác, bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Nguyễn Đăng Quang là một trong những cặp vợ chồng doanh nhân cùng điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ có tiếng ở Việt Nam. Bà Nguyễn Hoàng Yến có mặt trong hầu hết các công ty con, công ty liên kết của Masan Group, nắm vị trí lãnh đạo. Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Masan Group từ năm 2000, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Vina Cà Phê Biên Hòa từ tháng 5 năm 2013, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo từ tháng 4 năm 2013, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Masan Consumer, thành viên hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Masan Consumer Holding, công ty mẹ của Masan Consumer, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Trắng, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Tảo Vĩnh Hảo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Masan Phú Quốc. Mặc dù có tên hội đồng quản trị trong nhiều công ty, nhưng bà Nguyễn Hoàng Yến chỉ đứng tên sở hữu cổ phần tại hai doanh nghiệp là Masan Group và Masan Consumer. Cụ thể, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016, bà Hoàng Yến nắm giữ hơn 28 triệu cổ phiếu MSN, chiếm tỷ lệ 3,79% vốn điều lệ. Tính theo giá trị giao dịch cổ phiếu MSN, tài sản của bà Hoàng Yến tại Masan Group khoảng 1.800 tỷ đồng. Tại Masan Consumer, bà Hoàng Yến nắm giữ 261.335 cổ phiếu, chiếm 0,05 tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Masan Consumer chưa được niêm yết cổ phiếu nên rất khó để biết chính xác giá trị tài sản của các cổ đông. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2016, Masan Consumer Holding đã chi hơn 17 tỷ đồng để mua lại 97,7 triệu cổ phiếu Masan Consumer. tương ứng giá mua lại gần 179.000 đồng trên một cổ phiếu. Nếu tính theo mức giá này, tài sản của bà Hoàng Yến tại Masan Consumer là hơn 44 tỷ đồng. Hãy ấn đăng ký và tích vào chuông để nhận thông báo có video mới nhất nhé!